Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Dạ oán con trâu, biết đâu con mèo, do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Tới đây thay dạng đổi hình. Dầu khôn giả dại thử tình quý nhân, dốc lòng bổ đức thi ơn. Không ai gắn dạ keo sơn với mình, tâm thơ gửi trước ký tình. Lâm nguy tị nạn đem hình lại sau, nhiều người dạ oán con trâu. Thơ tiền bất tính biết đâu con mèo, lắt léo lời nói hiểm nghèo. Dần mẹo như thể qua đèo người ôi, nghĩ rồi tôi lại thương tôi. Oán tôi tôi oán thời thôi phận mình, như vậy uổng trí xuất tình. Nào ai có ép nghe mình tại đâu? Mượn gươm thần huệ cao sâu. Vô tình cho đó thương đâu nói dài, thầy ra hai chữ văn tài. Chữ mắc thì biết, rẻ ngoài thì không, dốc lòng niệm Phật trí công. Chữ rẻ còn nhớ mắc không biết dày. Chữ rẻ còn nhớ đề bài. Chữ mắc thời giấu thương thầy thì công. Ngồi buồn lời nói minh mông. Xui thầy thương tớ trò đong cạn tình. Phi lang phản dạ chê hình. Lâm nguy lục thị thương tình nguyệt nga. Kim ngọc mê xương tử ca. Đời này vay trả xét ra sợ thầm. Không biết thời nói người lầm. Người mà biết đạo lỗi lầm về đâu. Nay đã trời Phật tóm thâu. Nói cho các nước lo âu việc đời, luận sao đặt để thuận lời. Bình phân ý tứ người đời ghét thương. Kim cổ kỳ quan, tiền giang 195 trên 12, ông bà Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Lời bình, những câu sấm quan trọng sau đây nói về hành trạng Bồ Tát Phật tái thế. Tới đây thay dạng đổi hình. Dầu khôn giả dại thử tình quý nhân. Thời cuối hạ ngươn tận thế hội Long Hòa sẽ có cuộc thi quan trọng tuyển hiền nhân lên thượng ngươn thánh đức. Khi thầy về phải giả dạng xác nữ rốt thân nát tướng khắc khổ để thử học trò, coi trò có trí huệ nhìn thấy lý đạo bên trong hay chỉ chấp cái tướng giả bề ngoài. Sau đây là thơ sướng họa hàng Nga do Đức Huỳnh giáo chủ viết năm 1940 tiên tri thầy về mượn xác nữ hàng Nga. Thơ sướng một Ớ ớ hàng Nga dám hỏi đon, thầy trở về cớ sao khi khuyết lại khi tròn, mượn xác nữ ba mươi mồng một đi đâu vắng. Nay về hỏi đặng mấy thằng con, thầy về tìm được mấy con đạo. Thờ họa một, coi thế nhìn ta gọi tiếng đon, hồn thầy là phàm nhơn chẳng rõ nói eo tròn. Nam ta hoàn cầu luân chuyển nên mở mắt. Tháng cuối rồi qua cũng một con, thầy về tìm được rất ít con đạo. Và những câu sau đây hé lộ thiên cơ. Nhiều người dạ oán con trâu thơ tiền bất tính biết đâu con mèo. Lắt léo lời nói hiểm nghèo. Dần mẹo như thể qua đèo người ôi. Cụm từ dạ oán con châu ám chỉ niên châu Tân Sửu 2021 đại dịch Covid bùng phát chết chóc kinh hoàng xác chết chất chồng đống không kịp thiêu. Mùi tử khí sông ngút trời mây. Đôi dòng cảm nghĩ về dịch Covid. Dịch Covid phân ly chồng vợ, giãn cách xa vì sợ lây lan. Vô hình nhưng rất nguy nàn âm thầm thâm nhập xóm làng bệnh đau. Dịch Covid lan mau chóng mặt, tuy vô hình tất bật lây nhanh. Không ai thấy giặc khởi hành. Vậy mà chúng vẫn tung hoành khắp nơi. Dịch Covid vào thời thành thị, đông đúc người dễ bị nhiễm trùng. Phun thuốc diệt khuẩn lung tung, rốt rồi thì vẫn cuối cùng đói đau. Dịch Covid giạt rào khắp trốn, làm nhà buôn mất vốn tan ra. Xe ôm xe khách hít hà kêu trời ế ẩm thiết tha đói nghèo, dịch Covid mầm reo tang tóc, khắp hoàn cầu than khóc bệnh đau, tử vong tăng vọt ảo ảo. Lò thiêu không kịp làm sao đây trời. Dịch Covid ra đời cảnh báo, cả loài người phải tạo phước căn. Ngày đêm sám hối thường hằng, tay lần chuỗi hột niệm hằng sáu câu, dịch Covid như bầu trời chuyển, trước khi mưa khí quyền nổ vang. Sấm chớp tia sáng dọc ngang đùng đùng sát khí tới màn bão rông. Dịch Covid cũng đồng cảnh báo, cả loài người rốt giáo tu tâm, chờ khi nguyên tử nổ ầm Tu sao cho kịp khỏi lâm tận đời, dịch Covid giặc trời đi trước, rồi tới màn giặc nước đi sau. Tuần tự có thấp có cao, cho người kịp tỉnh hồn nào tu trơn, dịch Covid như đờn dạo khúc, cho con người bớt dục bớt si. Đêm ngày niệm chữ tử bi thành tâm sám hối vậy thì mới siêu. Dịch Covid cả kêu nhơn loại. Hãy quay đầu thúc gọi tu mau, khi nguyên tử nổ sóng gào. Kịp thời đại định hồn vào lạc bang, Nam Mô A Di Đà Phật. Sydney, ngày 29 tháng 11 năm 2023, Kỳ Vân. Thiên cơ bất khả lậu, nên chư vị tiền bối viết sấm phải dĩ huyến độ trơn, nói có giả rẻ có trơn mắc, hư hư thực thực. Cái giả rẻ phô bày ra bên ngoài châu dịch Covid, cái trơn mắc dấu sâu kín bên trong mẹo thế chiến ba, khiến phàm nhơn khó dò ra cái giả cái trơn, như là việc mò kim đáy biển vậy. Lúc nói con châu, lúc nói con mèo, dương đông kích tây, thật là khó tầm ra cái nào là trơn mắc cái nào là giả rẻ. Niên con châu tân sửu 2021, đại dịch Covid bùng phát, chết chóc kinh hoàng, giãn cách nhà nhà đóng cửa, phường phường đóng cửa. Thành phố vắng tanh như thành phố ma. Ai cũng tưởng niên con châu 2021 tận thế đến nơi, hồn phi phách tán. Nhưng mà chưa đâu. Niên con châu tân sửu 2021 chỉ là khúc dạo đầu cảnh báo. Ví như trước khi trời rông mưa, có mấy đen vần vũ báo hiệu để mọi người kịp chuẩn bị. Phải chờ đến niên con mèo quý mão 2023 mới là thật sự bắt đầu cơ tận thế chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông Gaza, Israel. Nhiều người dạ oán con trâu. Thơ tiền bất tính biết đâu con mèo, lắt léo lời nói hiểm nghèo. Dần mẹo như thể qua đèo người ôi. Đức cậu bần sĩ gửi thơ khoán thù cho kỳ vân, có lời cảnh báo năm mẹo khởi đầu thế chiến ba tận thế với đoạn cuối như sau. Giã tan võ trụ quả địa cầu, rời rạc tiêu điều phút canh thâu, năm dần đúng lúc ôi khó tránh mẹo mưu mưu mẹo có còn đâu. Bần sĩ vô danh biết cơ trời, làm sao tránh khỏi kỳ vân ôi, ba bên bốn phía đang vây phủ. Trùng trùng điệp điệp đến không lơi. Rồi đây phong cảnh ôi thảm não, khắp trong hoàn vũ sẽ dã rời. Năm mẹo, tiên tri của đức cậu bần sĩ vô danh, suy đời luận đạo trang 100, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1998, câu sấm, năm dần đúng lúc ôi khó tránh mẹo miu miu mẹo có còn đâu. Ám chỉ khi năm mẹo 2023 bùng nổ chiến tranh Trung Đông Gaza Israel, thì trước đó năm nhâm dần 2022 đã bùng nổ chiến tranh ở Đông Âu Ukraine. Thầy ra hai chữ văn tài. Chữ mắc thì biết, rẻ ngoài thì không. Dốc lòng niệm Phật trí công. Chữ rẻ còn nhớ mắc không biết dày. Chữ rẻ còn nhớ đề bài. Chữ mắc thời giấu thương thầy thì công nay tới thời kỳ tận thế hội Long Hoa, người thiện trí thức hãy luận lý như thế nào đây để khỏi mang tiếng ghét thương. Nay đã trời Phật tóm thâu, nói cho các nước lo âu việc đời, luận sao đặt để thuận lời. Bình phân ý tứ người đời ghét thương. Những cụm từ thuận lời và bình phân ý tứ ám chỉ trò luận giải sấm giảng sao cho khế hợp với thiên cơ tận thế hội Long Hoa. Như vậy mới thuyết phục được người đời tu kịp bánh xe thượng đế đang quay xiết. Sydney, ngày 29 tháng 11 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.